mà mình tính mua hàng nó bị khốt nè, xong rồi đầm mớ đầm mớ hồi sáng này coi đó. À rồi gửi thiếu một cái xong rồi shop kêu là tại vì đi bị trôi nên thiếu một cái. Nếu nhưng mà chắc là trả tiền mỗi đủ số lượng đồng ở đâu nhóm chị em bữa đó là chị mua 6 cái nhưng mà cái tặng là 7 mà cuối cùng đưa 6 cái mà đâu có nghĩ là thiếu đâu, thì đâu có đi đâu rồi đâu, cuối cùng nó mang thằng gái đó nó chịu, nó kêu là tại sao cửa hàng trước chờ nó đi làm nhờ người lấy giùm mà có kiểm trước được đâu, cái nó kêu là giờ nó vậy ai tin. Thôi, ra cái đây coi đi. Nó bị cố lên nhưng mà ai cũng dùng cái đó lắm. Đây là bà cũng đâu có nói gì sai đâu ta, kêu là mấy cái đơn đó nó bị trôi cho đi đi mà nói chuyện lịch sự mà ừ nói chuyện cũng lịch sự nhà này nó nhỏ đó là quá luôn chưa gì đã chửi lên đầu lên cổ người ta rồi, chắc nó cuồng cái đồng đấy quá mà không có luôn vậy đó. Nhưng mà nếu mà không có cái đồng đó mà vẫn tính tiền đủ mấy cái đồng đi mua thì cũng bình thường thôi, nhưng mà của chị mà mua hơn nữa là nó không bỏ đồ cho mình mà nó tính tiền cái đồ nó bỏ đó vô cho mình luôn, khá hết á. Có nên không? Cái đó là do sơ xuất của nó.